thơ ở trong và ngoài nước tham gia vào trong một cái sân chơi mang tính xã hội rất sâu sắc và tính nhân văn. Chúng tôi đề ra cái nguyên tắc là hoạt động mục đích chính của nó là tập hợp đoàn kết, giúp đỡ nhau học tập, nâng cao sáng tác và bình đẳng tôn trọng lẫn nhau. Cho tới nay, câu lạc bộ Phơi Sống của Việt Nam đã có 31 thành viên, trong đó có 3 thành viên của các trang thơ câu lạc bộ thơ nước ngoài, đó là Paris, Ba Lan và những người yêu thơ toàn cầu có trụ sở đóng tại Budapest. Và phải nói chúng tôi rất vui mừng, rất phấn khởi là câu lạc bộ Facebook yêu thơ Facebook của Thanh Hóa mới ra đời nhưng đã có rất nhiều thành viên tham gia và có thể nói là một trong những câu lạc bộ về chất lượng thơ so mặt bằng chung của các thơ của chúng ta hiện nay ở Facebook hiện nay đó là rất là chất lượng rất tốt, đặc biệt là có sự tương tác giao lưu giữa ban quản trị với các tác giả thơ, cho nên là trang thơ luôn sôi động và rất nhiều người hưởng ứng. Chúng tôi nghĩ tập hợp được lực lượng đông tham gia vào cái câu bộ là cái quý, nhưng mà duy trì phát triển bền vững là cái chuyện rất khó. Và tôi rất mong rằng sau đây chúng ta sẽ quy tụ được những nhân tài ở trong tỉnh ta và ở trong phạm vi toàn quốc tham gia vào câu lạc bộ, và chúng ta sẽ xây dựng được hạt nhân đoàn kết, trước hết là trong phạm vi của ban quản trị làm hạt nhân đoàn kết trong cả câu lạc bộ. À, cuối cùng xin kính chúc tất cả quý vị đại biểu khách quý và tất cả ban lời kính chúc sức khỏe và chúc cho câu lạc bộ yêu thơ Facebook Thanh Hóa không ngừng phát triển vững mạnh để góp phần xây dựng vào câu lạc bộ thơ Facebook Trẻ Nam. Xin trân trọng cảm ơn.